Yeah, xin chào tất cả anh em. Đây là một video không phải mang tính chất khoe khoang và cũng như không cổ suý anh em làm theo những điều này nha anh em. Và tôi sẽ kể lại những quá trình mà tôi đã vi phạm kỷ luật và những hình phạt mà tôi phải chịu đựng sau khi mà tôi vi phạm những điều đó nha anh em. Thật sự nó khắc nghiệt lắm anh em ạ. Còn sự khắc nghiệt như thế nào thì anh em hãy xem phần tiếp theo của video nhé. 2 năm tôi đi cũng rất là nhiều biến cố xảy ra, và trong quá trình tôi đi lính cũng rất là nhiều chuyện xảy ra trong cuộc sống hàng ngày lắm anh em ạ. Mối quan hệ giữa con người với nhau, đồng chí đồng đội với nhau, rồi trong quá trình sinh hoạt, học tập, công tác cũng sẽ xảy ra rất là nhiều sự mâu thuẫn và sự kiểu như là bị trái ý kiến nhau rất là nhiều nha anh em. Chứ không phải là trong 2 năm quân sự là tôi suôn sẻ tất cả đâu, ai cũng vậy thôi. Nếu mà cuộc sống bây giờ mà không có sự giao tiếp, không có sự giao tiếp giữa con người với nhau thì sẽ không xảy ra vấn đề gì cả. Đa phần 90% cái vấn đề trong cuộc sống là liên quan về cách giao tiếp ứng xử con người với nhau trong xã hội thôi, và môi trường quân đội cũng vậy, không có ngoại lệ gì cả đó. Môi trường quân đội cũng là một môi trường tập thể và nó tương đối là nhỏ hơn môi trường xã hội bên ngoài thôi, nhưng mà trong môi trường quân đội sẽ có rất là nhiều thành phần khác nhau, học giỏi cũng có, học dở cũng có, rồi đẹp trai cũng có, xấu trai cũng có, mập ốm lùn cao thấp gì cũng có hết nha anh em. Rồi người tốt cũng có, người xấu cũng có, chứ không phải là trong một môi trường là mình nói là đánh đồng là môi trường quân đội là tất cả mọi người đều giống nhau. Không phải như vậy, nó cũng như một cái xã hội thu nhỏ ở bên ngoài thôi, có người tốt người xấu, rồi kẻ hiền kẻ dữ, chứ không phải là ai cũng giống như ai nha anh em. Nên trong quá trình mà nhập ngũ á thì cũng sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra thôi, trong mối quan hệ hàng ngày, chứ không phải là lúc nào cũng suôn sẻ đâu anh em ạ. Ôi luyên thuyên nãy giờ đủ rồi. Thật sự trong 2 năm quân sự của tôi cũng vi phạm kỷ luật rất là nhiều, chứ không phải tốt đẹp gì đâu nha anh em. Không phải tốt đẹp gì đâu, người lính nào cũng vậy thôi, vi phạm kỷ luật rất là nhiều. Nói chung là xảy ra mà kiểu như là cự cãi đồng chí đồng đội với nhau thì cũng có nha anh em, chứ không phải không. Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, ví dụ trong một công tác hàng ngày mà giữa các đồng chí với nhau có sự mâu thuẫn á, kiểu như là họ không có thể thống nhất với nhau được trong cái công việc đó, nên hai ý kiến trái ngược nhau á, nên đôi khi cũng xảy ra những cái trường hợp mà xích mích và nói lời qua tiếng lại, rồi có một số xô xát nhỏ nữa. Thì tôi cũng đã gặp những trường hợp đó rồi, thì tôi cũng khuyên anh em là tuyệt đối giải quyết công việc với nhau là qua lời nói thôi, tuyệt đối là anh em phải giữ cái đầu lạnh, không được động tay động chân với nhau nha anh em. Đó là lời khuyên thứ nhất. Nghe cái video này nó hơi tiêu cực nhỉ anh em, toàn là kể gì đâu mà sử dụng điện thoại rồi uống rượu bia rồi trốn ra ngoài chơi, mà thật sự đời lính mà nó êm đềm quá thì nhiều khi nó cũng chán anh em nha. Nhiều khi kể về đi lính mà không có cái kỷ niệm gì mà nó nổi bật một xíu. Nói chung là kỷ niệm tốt thì không nói, với kỷ niệm xấu thì nhiều khi nó kể lại cũng vui, kỷ niệm xấu cũng vui mà, như là sử dụng điện thoại nè, uống rượu bia nè, rồi trốn ra ngoài nè. Đặc biệt là uống rượu bia nè, đặc biệt uống rượu bia ấy. Là nếu mà anh em nào muốn uống được rượu bia trong quân đội thì anh em phải trải qua một cái quá trình rất là gian khổ để anh em có thể lấy được rượu bia nha anh em. Đặc biệt là doanh trại quân đội nhân dân Việt Nam á, là người ta bố trí là xung quanh những cái khu vực mà anh em có thể trốn ra ngoài được á, thì sẽ có những cái người gác ở đó nha anh em. Đó, anh em muốn mua được rượu bia thì anh em phải đi ra ngoài và anh em tiếp cận những cái người bán ở ngoài á. Những cái người bán ngoài á là những người mà thực ra mà nếu mà bán bia cho bộ đội là những người đó là cũng hơi sai trái một xíu đó. Còn anh em nào muốn uống rượu bia thì phải đi ra ngoài đường, ra khỏi doanh trại của mình á thì anh em mới mua được rượu bia.
Thật sự cái thời điểm mà chúng tôi uống rượu bia vi phạm quy luật đó, chúng tôi phải trải qua những cái vòng mà thử thách khá là cam go, đặc biệt đi tới khúc này là có một cái ông gác, đi tới khúc kia là có một cái ông gác, rồi nói chung là nếu mà muốn tiến được ra phía ngoài thì chúng ta trải qua các vòng kiểu như là vòng vượt chướng ngại vật xong rồi tăng tốc gì đó nè, cam go lắm. Lấy được cái thùng bia vào đơn vị thì thôi, ôi rồi ôi, mồ kê nó đổ đầm đìa luôn anh em, mồ hôi mồ kê nó đổ đầm đìa giống như là mới chơi trò chơi mạo hiểm xong anh em. Vừa đi lấy thùng bia thì nói chung là phải nhìn xung quanh thục thục thò thò xem có cái người cán bộ sĩ quan nào hay không đó, rồi có gặp cái thằng gác nào không. Đôi khi xui xui mà gặp mấy thằng gác là nó thấy được rồi nó giữ lại rồi nó báo cấp trên là ối rồi ôi luôn đó, chứ không phải là uống uống rượu bia là dễ đâu, trời ơi nó cam go lắm anh em ơi. Lúc đi mua bia thì chúng ta phải trải qua một cái quá trình mà chúng ta tránh né những cái người gác nè. Thứ nhất là tránh né người gác nè, rồi tránh né sĩ quan nè. Lúc mang bia về thì cũng phải ngụy trang những cái lon bia đó nữa nha anh em, chứ không phải là tưng tưng mà cầm thùng bia đó mà vác như ở ngoài đâu. Đó. Muốn uống được thì phải chịu khó, mà chịu khó này càng quá. Chịu khó này càng quá. Nói chung mà nếu mà lấy được thùng bia về tới nơi là nói chung là mồ hôi mồ kê gì nó đổ đầm đìa hết anh em, chứ không phải là anh em dễ tiến ra ngoài khu vực doanh trại đâu. Rồi khi mà lấy bia được về đến doanh trại rồi đó thì cũng phải trải qua một cái quá trình cam go nữa, đợi khuya mới uống được. Uống mà uống uống lúc lúc tầm mà 7 8 giờ tối thì đâu được đâu em anh em. Lúc đó là những người cán bộ sĩ quan rất là nhiều, đặc biệt là muốn uống á là phải tầm 12 giờ khuya, 1 giờ khuya người ta ngủ hết rồi, người ta ngủ hết rồi thì mới đem ra uống. Nhiều khi uống lén thì nó cũng cũng ngon đó, nhưng mà đôi khi nó cũng hơi vất vả xíu anh em, đặc biệt là những cái gì mà kiểu như là vụng trộm xíu thì nó mới ngon đúng không anh em. Đó, khuya khuya rồi nói chung là uống thì ngon thiệt, nhưng mà thật sự là nó không có vui vẻ gì cả, tại vì vừa uống xong là nói chung là nghe một cái tiếng sột soạt chân, tiếng bước chân ai mà tới kiểm tra là lật đật leo lên giường ngủ tiếp đó, leo giường ngủ tiếp rồi rồi những cái đồng chí đồng đội là còn lại á, rồi đi xem xét tình hình coi có sĩ quan tới hay không, rồi lại tới giường được khèo 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 ô xuống đây uống lon tiếp nè đó. Nói chung là uống nó không có như ở ngoài mà ngồi mà tưng tơn tơn nó mà uống, nó uống phải thập 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 thò thò rồi uống được hớp xong rồi thấy sĩ quan lại phải chạy lên giường rồi tiến hành ngụy trang bia đó lại cất giấu sao cho kỹ, rồi tí người ta đi ngủ hết rồi thì mình lại ra uống. Thật sự nó khá là căng thẳng đó anh em ạ. Nhiều ông uống quá lố quá đà, tại vì ở trong quân đội là người ta bố trí theo giường tầng anh em, đặc biệt tôi cũng trải qua cái quá trình đó rồi anh em. Giường tầng là mỗi một đồng chí ngủ ở trên thì một đồng chí ngủ ở dưới, thì tôi cũng đã là một cái người ngủ ở trên rồi, thì thật sự đêm đó uống quá chén đi, uống ngon quá lâu quá rồi không được uống, uống ngon quá, uống quá hớp quá đà thì ban đêm tôi đi ngủ không biết sao đó thì tôi lại say quá, say tới tới gọi là tới nái luôn anh em. Xong rồi tôi đó là nói chung là cái cũng cái một cái lỗi của tôi, uống quá chén rồi tôi nằm giường trên mà tôi sổ nguyên một cái tràng tràng ói xuống cái giường dưới của đồng chí đồng đội luôn. Mặc dù sáng mai thì tôi cũng cũng đã giặt mùng mền cho đồng chí đó, nhưng mà thật sự nghĩ lại vẫn còn thấy ngượng ngùng đó anh em à. Nghĩ lại cái cảnh mà tôi say mà tôi phun một cái tràng ói xuống cái giường dưới, ôi cái cảnh tượng đó tôi không bao giờ quên luôn anh em. Đặc biệt là may mắn là gặp cái ông đó mà ông hiền, ông đó là người đồng bào, nói chung ông cũng cũng khá là hiền và chịu khó trong công việc, thì ông cũng không nói gì, chứ gặp mấy thằng nào mà nó nóng nóng một cái là nó cho nguyên một cái đùi lên đầu luôn đó nha anh em. Đặc biệt thấy vậy thôi chứ chuyện bia rượu nó khổ lắm anh em ơi.
vi phạm bia rượu khổ lắm, đặc biệt tôi gặp cái trường hợp mà lúc đó cái thằng ở đơn vị bên cạnh nó rủ tôi đi uống bia, rủ tôi đi uống uống bia thì tôi cũng hăng hái lắm tôi đi. Sau đó thì cán bộ kiểm tra quân số mà hên sao mà cán bộ kiểm tra mà kiểu như là vắng tôi nhưng mà họ họ không nhớ là có một cái thằng mà nó mới đi phép nên người ta bỏ bỏ sót qua tôi thôi. Chứ thật sự mà lúc đó mà tôi mà bị bắt đó là ảnh hưởng đến nguyên trung đội luôn anh em, mà tiến hành sinh hoạt nguyên trung đội thì nói chung là ánh mắt của những anh em kia nhìn tôi thì không biết ra sao luôn đó anh em à. Trong quân đội thì đa phần vi phạm kỷ luật nó cũng đơn giản thôi anh. Thứ nhất là thuốc lá nè, thứ hai là bia rượu nè, thứ ba là trốn tránh, trốn ra ngoài uống rượu bia thôi, chứ ngoài đây cũng không có vấn đề gì khác cả. Đặc biệt là cái vấn đề mà đào ngũ đi ra ngoài tôi cũng đã trải qua rồi. Cái quá trình mà lúc tôi được ở đơn vị thì tôi cũng đã trốn ra với một số đồng chí đồng đội để đi ra ngoài uống bia, nhưng mà thật sự mà nếu mà muốn trốn ra khỏi doanh trại thì chúng ta phải trải qua rất là nhiều cái vòng khác nhau. Nói chung là cái doanh trại nó lớn lắm, chứ không phải là anh em muốn đi ra ngoài là dễ đâu. Anh em muốn đi ra ngoài thì anh em phải qua những cái lực lượng chốt gác nữa, mà người ta bắt lại là cũng khá là cam go đó, nên phải né những cái người gác đó rất là nhiều đó. Chứ không phải là như ở ngoài mà chúng ta đi đâu nói chung trong nó gác rất là nhiều, trong nó gác rất là nhiều, rồi phải tránh né sĩ quan nè, tránh né những người gác nè đó. Đôi khi mà gặp những cái người đó là như sợ cọp với anh em, sợ cọp với anh em đó. Rồi sau khi mà trốn ra ngoài được đó, nói chung là từ đơn vị mà trốn ra ngoài chắc cũng phải đi bộ tầm 3 4 cây á, tại vì doanh trại quân đội nó rộng lắm, mà ra đó 3 4 cây là muốn đuối sức mất tiêu rồi, còn cái mồ hôi mồ kê nó nhễ nhại rồi, đâu còn tâm trí đâu mà uống bia nữa đó. Với lại, trong lúc mình đi thì mình vẫn lo lắng ở trong quân đội đó, sĩ quan kiểm tra quân số bất thình lình thì ối rồi ôi luôn đó. Rồi cái khoảng thời gian mà tôi đi diễn tập thì tôi cũng đã trốn về nhà với một số đồng chí đồng đội nha, trốn về nhà với một số đồng chí đồng đội. Thì tôi lúc đó tôi diễn tập ở Mây Tàu Xuân Lộc Đồng Nai, và chúng tôi có trốn ra ngoài ban đêm á. Ban đêm thì nếu mà muốn trốn được ra ngoài thì chúng ta phải dựa vào cái thời gian ban đêm thôi, chứ ban ngày chúng ta học tổ công tác rồi đó. Ban đêm thì chúng tôi ở trường bắn quốc gia khu vực 3 thì chúng tôi trốn về Bình Thuận chơi, trốn về Bình Thuận nhậu nhậu xong rồi nhậu xong là chúng tôi phải tức tốc trở lại cái trường bắn đó trong đêm luôn. Chứ ngày ngày mai mà sáng mai mà người ta kiểm tra quân số không có là cũng khá là mệt mỏi, nên nói chung là trốn về vậy thôi, chứ ăn uống nhậu nhẹt nó cũng không ngon lắm anh em, tại vì thời gian nó gấp rút quá. Trong nguyên đêm đó thì trốn về nhậu xong rồi phải bắt buộc phải quay lại trong đêm luôn, và trong đêm đó thì mình cũng chưa ngủ được nữa, chưa ngủ được nhiều đó, cũng khá là mệt mỏi. Thì sau khi chúng tôi mà trốn trại để đi về nhậu nhậu nhẹt xong rồi chúng tôi quay lại trong đêm luôn, thì sáng sáng ra thì chúng tôi vẫn ngủ dậy bình thường, thì mọi người vẫn không phát hiện được là chúng tôi đi đâu cả đó. Nhưng mà có cái là hơi thiếu ngủ một xíu, nguyên đêm là chạy về xong nhậu nhẹt xong rồi cái quay lại doanh trại luôn chứ không có thời gian nhiều đâu. Nói chung là về thăm nhà xíu xong rồi lên lại,